Mẹ vợ gì mà có mỗi cái lửa đấy mà cũng tiếc con trẻ không ấy nhỉ? Phụ nữ thì anh với tôi biết anh gì thì từ ngày tôi đưa cho anh cái lời dùng dùng bao lâu nay rồi có hỏng đâu mà anh vợ biết gì. Không, con tưởng đấy con nói chuyện ấy thôi, nói chuyện ở ngoài thôi chứ còn con tưởng con tắt máy rồi. Từ xưa đến giờ đấy tôi thấy nó còn may mà bố mẹ Bảy Thanh còn cho được cái nghề đan đồ này mà còn kiếm sống. Mà cái Bảy Thanh đâu nhớ, mà anh chẳng thấy nó ấy nhỉ. Bảy Thanh ơi, hãy đi đi xem mang nốt cái lờ đấy sang đây xem. Mày Thanh mang cái lờ cũ này ra làm gì đấy? Cũ là cũ thế nào? Thì cái này mình dùng nó sắp hỏng rồi, đen xì rồi. Nhưng mà tao vẫn dùng cái lờ đấy đấy. Đấy, bao nhiêu cá chê của tao mang về cho mày ăn đấy là cũng từ cái lờ đấy mới có mà cá chê nó xuất hiện đến đấy. Từ sáng ai mới đan được có một cái này thôi à? Đã bảo rồi, cái này tao đan cho mày cái lửa to thế này mày phải giữ gìn cho nó cẩn thận chứ để nó hỏng hết cả cái đầu ngoáng lờ này rồi. Thì tại ai mang đi suối đánh cá lâu ngày quá nó hỏng cũng phải. Không, đấy là nói là thế, có nghĩa là phải giữ gìn cho nó cẩn thận vào, không có nó hỏng hết cả cái cửa mình làm đấy. Cứ thử tính xem chứ mình cứ cả đời quanh quẩn cứ vào ra mới lệ cái lờ này thì cũng khó khăn mà thoát được cái nghèo lắm. Tính thế nào chứ mình phải giữ gìn được cái bản sắc dân tộc này mà lại còn mở rộng được xuống dưới xuôi người ta mua cho cái nhiều cái số lượng đấy thì khả năng ở dưới xuôi người ta có biết đánh cá bằng cái này không, hay là cái này sợ là chỉ có chất bản mình biết dùng ấy. Nhiều người đại gia đấy, người ta tao xem trên vô tuyến đây, cả là những cái quán cà phê cà phiếc đấy, người ta cũng thấy những cái lầu của tao treo lên như kiểu cái nó làm như kiểu cái đèn lồng ấy. Nhưng mà đèn lồng thì mà cho hẳn vào cái lầu to như thế này á, đấy là gọi là nó giữ một cái hình ảnh ở quê mình thôi. Giỏ của Mày Thanh nó còn một cái đầu lờ cũ này, anh xem có tận dụng vào được đúng không? Cái này thì vẫn dùng được mà. Đấy, cái này là nó hơi rộng tí đấy, nhưng mà thôi kệ nó. Chào anh chị nhá. Anh chị hỏi gì ạ? À? Anh em lên trên này hỏi xem là có cái đàn dê nào để muốn mua ít dê về để bán. Dê non hay dê già hay là dê tơ? Em là mua loại dê tơ ấy. Trên này chỉ có dê cụ thôi, không có dê tơ anh. Ừ. Trên bản mình lại không có hả anh? Trên này rừng núi nhiều thế mà không ai nuôi anh. Dê tơ nó xuống dưới xuôi hết rồi. Đó rồi nhà chỉ cần có dê cụ thôi, dê làm giống thôi. Mà chị, anh chị đang làm lờ à? Vâng, bọn em đang lờ. Ơ thế ở dưới xuôi mày cũng biết cái lờ à? Biết nhưng mà lờ bé lắm, không lờ to bằng cái của chị này đâu. Lờ to thế này thì dùng nó mới thích chứ, nó được nhiều cá chứ. Nhưng mà cái loại này cá bé khả năng không đánh được anh nhỉ? Cá bé thì bé quá thì nó chui được vào thì nó lại bị tọt ra, thì thế thì cá nó phải tương đối một tí. Nó khoảng như cái cá chê đấy, nó có ngạnh đấy thì nó... Đây là cái dùng là cái lờ này là lờ chê. Đấy, lờ cả cá rô cá giếc nữa là nó vào là nó cũng con to là nó không ra. Thế cái này mình làm phải dùng hay là bán luôn anh? Dùng thì dùng mãi rồi, cái lờ này thì mình dùng mãi rồi, thì bây giờ đang tính chăm có kiểu gì để mà mình mở rộng được cái mối quan hệ, mình giới thiệu về cái lờ này cho tất cả mọi người ở trên mọi miền
đất nước mình biết đấy. Cái này mình mua về được đấy nhỉ? Cái này anh mang xuống dưới xuôi bán là được đấy, bởi vì nhìn nó to rộng. Khả năng là lên đây hôm nay không lên đây không bắt được dê thì làm. Anh chị ở nhà có không? Có chứ. Thế khả năng là có mua thật à? Mua thật. Làm chuyến lờ mang về xuôi đi. Mày thấy ơi, xem ở nhà mẹ mày Thanh đấy xem còn ấy không? Hỏi xem có. Anh hỏi thử xem còn không, em mua. Anh gọi điện về cho Bầm xem nào, ở nhà còn cái lờ nào không? Ê, chú mày cứ ở đây nhá, thì tao không... Rồi anh, chú anh gọi điện đi. Đi đi, tao thử hỏi xem. Alo. Ô, mẹ ở nhà ấy, ở đâu đây? Đang ở nhà đây. Ô, cho con dễ hỏi Bầm cái ở nhà đấy Bầm có mấy cái lồ nhỉ? Lồ có hai, thử bố nhà anh có hai cái lồ thì bố anh dùng một cái anh đem về bên nhà từ bao giờ, anh hỏi làm gì? Không, có khách nó muốn hỏi cái mua nhiều cái lô cơ như thế nào mà đợt tí ông bà thế nào lại gì thì sản xuất ra ít cái lô thế gì giờ đáng để có cơ hội để đi không có đi bảo ông xem ông ở nhà ông tranh thủ ông mấy bà đấy thì đan thêm cho con mấy cái lô nữa được không? Ít ông về để bảo ông có như miệng được lô không? Không có thì Bầm cứ bảo ông cho con mượn nốt cái lờ ở nhà đấy thì nó cũng cũ rồi thì mang đây bán luôn đi. Thì có khách nó đang thì muốn mua về nó làm cả cái đèn lồng trang trí cái gì đấy nó bảo hay là nó muốn học cái cách đánh cá ở dưới xuôi nó nhiều cá to đấy. Thôi, lờ này cũ về mang ai mang bán người ta cười vào mặt nhỏ à. Quan trọng là ông dùng ông thấy thích hiệu quả thế là được nhiều cá là người ta thích thôi. Đấy. Thế thì mày xem lồ của mang về đấy bán được thì mang bán cho người ta, lồ này để cho bố mày còn dùng chứ. Quá mẹ vợ thế nào mà chả có nhé thì ông đánh được cái lồ của Bầm đấy mà con này không biết học cái cách mà đi ấy à? Mẹ vợ gì mà có mỗi cái lửa đấy mà cũng tiếc con trẻ không ấy nhỉ? Thì bố nhà anh thì tôi tiếc anh gì thì từ ngày tôi cho anh cái lời anh dùng bao lâu nay rồi có hỏng đâu mà anh vợ tiếc gì? Không, con tưởng đấy con nói chuyện ấy thôi, nói chuyện ở ngoài thôi chứ còn con tưởng con tắt máy rồi. Thôi được rồi, thế thì Bầm cứ giữ gìn cẩn thận cái lửa đấy cho ông dùng không là từ mai kia nó được giá khéo lại con lại bán cho. Có được không anh? Khả năng không được đâu. Không được à? Không có anh ấy. Đúng là bố mẹ nuôi không thấy xuôi bằng bố mẹ đẻ đâu. Ông bà ấy kiệt lắm. Nói bố mẹ bởi thanh kiệt thế mà không nói. Ông bố mẹ nuôi tao vừa điện văn anh của mày đấy. Thế anh chị có hai cái lô này anh chị có lấy không? Có hai cái thì chẳng hai có. Hai cái đi ô tô nó chở hai cái lờ để chết à? Nhưng mà thôi. Bây giờ nhà hết rồi không có. Hay mày anh chị xuống xuôi mà bán có hai cái này. Này thì đi xe máy thôi, sẽ đạp thôi, xuống đi xuôi mà bán rồi đấy. Ông mày... mua không anh? Mua nhiều người mua đấy. Lờ này của anh chị đan này nó toàn bằng cháy đực này nó chắc này chắc lắm người mua lắm. Vậy chứ cứ cho tao cái số điện thoại đi xong tí nữa có khi là tao gom ở quanh đây có khi. Rồi đưa đây, đưa tôi cho anh số. Đấy lưu này. Đi, mua lờ này đấy, lúc nào có lờ thì bảo tôi nhá. Rồi. Đi tìm dê. Đi tìm dê thôi. Đi nhá. Đi nhá, lúc nào có gọi nhá. Một này có khi là kéo này đấy. Mày hơn khôn không biết thế nào đâu. Thế thì anh hay cầm đi, người ta bảo là mang xuống dưới kia bán kéo mai mình đi. Rồi. Thế về để tao sửa lại nốt cái cửa cái lờ này cái đã. Mang về mai đi bán biết đâu lại được tiền. Mày thấy không? Ấy mà khéo mà lại ngã xuống cái cầu khỉ này là ấy đấy. Cái cầu này to này kiểu gì mà Ahi đi được, mày Thanh phải đi được. Đấy, được rồi. Thôi nào, được rồi, lại ngã ở đây bây giờ.
Đấy, nốt cái đoạn này là mình ra đến cái chợ huyện rồi đấy. Mà sao anh lại mang cả cái lờ cũ của mấy thanh đi bán thế? Càng cũ càng dễ sử dụng, không biết cái gì. Nhưng mà người ta kéo người ta chỉ thích mua đồ mới thôi. Quan trọng là cái ngoáng của nó là con vẫn còn ấy này, còn nghiên này đấy, cá nó dễ chui vào. Nhanh lên đi xem nào, nó lại tan chợ là không bán được cái lờ đâu. Ôi tôi chết rồi, ai bị rơi mấy cái đầu lờ này rồi. Nhưng mà thế này làm sao mà lắp được cái đầu lờ này vào nữa? Cái mày thành đúng rồi, đây không phải là cái đầu lờ, đây gọi là cái cửa ngoáng. Sáng đã được chén cái gì đâu. Mà công nhận nhìn thấy vịt vàng thơm ngon kia ai chẳng nói. Thôi, hôm nay cứ đi xuống bán được hết lờ của mấy thanh này thì xong về mấy thanh mua được con số về ăn. Coi đi qua thôi. Thế là ở dưới phố mà xem đi. Bán được cái lờ này mà đổi lấy con vịt đấy là tao không có gì đấy. Đây đi vào đi xem bán được không xong ra mấy thanh mua một con nhé. Ôi. Liệu ở dưới xuôi này người ta có biết đánh cái lờ đấy không? Thì nếu như mà có cách hỏi mua thì anh thì giới thiệu cho người ta cách đánh cái lờ nào. Thì con hầu đến bên xuôi thì chắc là người ta chẳng biết cái lờ ấy. Liệu người ta có biết cái lờ này của mày Thanh nó đánh được cá không? Chứ còn ở trên mình thì người ta quen rồi. Mà biết đâu lại thay đổi được cái văn hóa dân tộc mình mang xuống dưới chỗ xuôi này. Người ta lại thích cái lờ của mày Thanh này lại. Mình kiếm nhân tiền đấy ít à. Không ai hỏi lờ của mày Thanh mà. Mua lờ không? À muốn lờ anh mua làm gì? Nhớ này. Không cái lờ đánh cá đấy mà. Ê cá đấy mà. Hết người. Ở dưới chơi này hình như nói đến cái lờ của mày Thanh đấy. Người ta thấy lạ lắm. Hay là mua rồi nhớ không mua. Tao hỏi cái bác kia xem bác có biết cái này không? Bác đâu? Bao nhiêu tiền một cái lờ đấy? Ôi, cái này thì cũng không đáng tiền mấy đâu. Mua một lần là dùng, có khi là đến lúc hỏng thì thôi đấy. Người ta không biết cái lờ của mày Thanh này là dùng làm cái gì đâu. Đây à? Cái này bắt được cá gì đây nhỉ? Đây, cái cá chê của anh ấy, anh cứ giúp vào đây là không ra được. Đấy thì mình thiết kế cả cái cửa cái mày Thanh nó gọi đầu lở cho nó dễ ấy đi, cho nó dễ quậy đi. Cái này là đúng ra là nó là cái thế thì chỗ nào là cái chỗ cuối nở cái này là bao nhiêu đây ngoáng lở anh mua cái lở cũ hay lở mới? Cũ rồi. Đấy cái cũ thì mình dùng nó bao nhiêu nó chân chu rồi thì đấy thì cá chúc vào đấy là nó cứ thế toàn vào đấy là mình. Các bác thế nào lại cứ nghĩ em đi bán lở lại chuyển ý nọ ý kia nghe nó buồn cười. Đây mua thì mình giới thiệu cho. Ôi mày bán cái lở to thế, mày bán cái này để tao mua về cho chồng tao nó đặt con cá chê vào đây. Có thật không? Mày bán. Nhưng mà ông chồng ông ấy thích mua cái cũ thì mình bán cho cái cũ đây. Không, cái chồng tao nó thích cái đầu lờ mới đâu. Đây mà Thanh mày đi sang đây tao còn giới thiệu cho khách chứ. Cái mới này là cái tao nó thích. Mình đi là mua chanh mất rồi. Mình hướng dẫn sử dụng cho nó chế. Đây còn một cái này to. Đút lờ như thế nào? Đây gọi là cái gì đây? Gọi là cái cửa mình thiết kế đi.
đấy cái của đấy mà cái cá chê của ông xã đó hôm nọ đi đánh được đấy cái cá chê lai chê phi chê chê có ngạnh đấy chúc vào quá không ra được cái đồ cá chê đâu đấy có nghĩa là đấy đây là mình thiết kế là như thế đó cho vào đây đấy đút cái đầu lợn này nó vào cái chỗ này buộc chặt lại đi đầu lợn này thì thường thường là người ta cứ ở trên chỗ chợ thuần Đắk Mỹ đấy là mình bán là mỗi một cái là 120 đến 180 Bây giờ cái này bao nhiêu? Thế mình lấy 150 thôi. Để cho tôi cái này. Cái này bao nhiêu? Lại thích dùng cái cua. Cái này bao nhiêu tiền? Cái này cua hơn. Gọi là đồ cổ thì mình lấy 160 thôi. Cái đồ cổ 160 cái này có 140. Nhưng mà dùng thôi. Dùng rồi là nó mới biết được cái hiệu quả đánh cá chê nó thế nào đấy. Quan trọng là chị phải biết gọi là thả thính đấy. Thả thính ở đây đấy. Chẳng hạn như là cái mồi đấy là cứ những cái con giun nó to bằng ngón tay này đấy cứ chặt cái đầu giun ra là mình đúc vào cái đầu cái lồi của mình đấy. Thế là ôi cá chê nó mùi đến là nó cứ thế là nó đúc vào nó thế là cái đầu lờ này là nó mùi giết không là mùi cái này cua hơn nhưng mà chắc là cái này lộc nhiều bà hỏi có đánh được cá gì thế thì thôi được càng mình làm cái là càng cái thả thính cái thính đấy nó càng tanh bao nhiêu thì nó lại càng mùi bấy nhiêu thì thu hút được nhiều cá về bấy nhiêu đây tiền đây đấy mang về nhá ôi sướng quá rồi. Ông này xuống đây. Thế mày thánh đâu rồi chứ ra lại. Thánh đâu. Cái này thánh đấy ơi, còn có lấy nốt cái này không? Có. Tao lấy cái đầu lờ này tao. Thế tao để kia tao ra tao lấy. Nhá. Được rồi. Khả năng là nó thiếu một cái đầu lờ ở bên này. Thì khả năng cô về cô cứ tự lấy cái đầu lờ của cô ở nhà. Không à. Không ở đây đi. Đó đây đi. Đầu lờ của tao to vừa bằng cái này. Tao cũng ở đây. Nó dễ làm mà. Đấy nó đơn giản như thế này thôi. Nó dễ làm cái đầu lờ lẩy lắm là cứ cho vào đấy là cho cá nó khỏi ra rút ra là được. Thánh đâu bán được rồi, mời thánh rồi. Hết rồi. Ui gì vậy? Đấy. Cái ai bán hết rồi. Đấy mày thấy cái chuyện ta bán hàng thế nào? Quan trọng là cái đầu lờ của mày là nó bây giờ nó vẫn còn chưa khu mấy. Bởi đây vừa đi sang cái thả cá kia hỏi các bà vào dưới này các ông cũng đi đánh lờ. Khả năng lần sau mình phải mang đi nhiều hơn ý. Ồ, có nghĩa là những cái cửa này nó mà mấy vị ráo quá rồi thì mày phải để cho tao còn sửa. Nhưng mà khả năng là lần sau về mình phải mang được những cái to hơn ý. Bán lên mới được nhiều tiền. Ừ, rồi. Ở đây cái chị em ai đặt hàng mua lờ của mày tranh mình thì cứ gọi cho à không phải gọi một tuần mình xuống đây một lần. Ừ, nhưng mà nghe cũng thơm hết thì bán ở dưới cái chợ lạ lạ này. Chợ Tà Mỹ đây. Đây thì kiểm đất. Chợ Mỹ à? Tà Mỹ. Chợ này là chợ Mỹ. Nhưng mà hết sớm như thế này tí lắm ai hay là mình đi quanh chợ này xem. Bây giờ mày còn cái lời nào nữa thì bán nốt được. Chứ có phải lấy bao nhiêu tiền không? Nhưng mà xem xung quanh đây người ta có bán cái gì không? Ở nhà thì bao nhiêu là lở bé lở to rồi thì lở cua lở cá rồi lở ếch biếc thì mang đi một chuyến thì có phải là bán được bao nhiêu là tiền không? Chào tất cả mọi người nhá, đều cho cái vải tranh nó về để còn chuẩn bị cái lò tiếp theo để sau mang xuống cho nó đầy đủ.